mặt khác nhau. Tại các quốc gia thì như là Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi Singapore, rồi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và nhiều các quốc gia khác, cho thấy thì các quốc gia đều ra sức tạo ra các cái sân chơi mới với nhiều các cái mô hình và thể chế khác nhau để tạo ra một cái sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong cái việc thu hút cái dòng đầu tư FDI để góp phần phát triển đất nước mình. Bên cạnh đó thì cái số lượng cái đặc khu kinh tế cũng tăng nhanh qua các cái thời kỳ, cho thấy từ 9 khu tại 9 quốc gia vào những năm 1960 thì cho đến nay đã có khoảng 4.500 cái khu kiểu như thế này tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và hiện nay thì các quốc gia và các vùng lãnh thổ thì cái điều quan trọng nhất là vẫn tiếp tục gia tăng các cái xây dựng các cái đặc khu mới và đưa ra nhiều các cái mô hình và các cái thể chế mới ngày càng hấp dẫn hơn, ngày càng thuận lợi hơn. Và theo cái đánh giá của tạp chí Nhà Kinh tế năm 2016 thì sự phát triển của các đặc khu kinh tế đã góp phần quan trọng để thúc đẩy cái thương mại toàn cầu, hội nhập kinh tế quốc tế và tạo ra trên 66 triệu cái việc làm trực tiếp.